Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường cũng như là các nhóm ngành, những mã cổ phiếu tiềm năng để từ đó giúp cho chị mình có được những cái cơ hội đầu tư tốt cũng như là có được một cái chiến lược giao dịch hiệu quả sao cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những rủi ro trên thị trường. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây mình nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi live stream phân tích thị trường. Và đừng tiếc gì một nút like nhấn tặng cho em để giúp video của mình được lan tỏa tốt hơn ha. Trong phần mô tả thì em có để lại thông tin là số điện thoại của em. Thì nếu như mọi người muốn chuyển tài khoản VBF về em hỗ trợ hoặc là mở tài khoản mới thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại này để được tư vấn chi tiết về điểm mua điểm bán cũng như là cơ cấu danh mục sao cho hiệu quả. Và em cũng sẽ có cái cộng đồng miễn phí. Đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường trong phiên cũng như là giải đáp hết tất cả các câu hỏi của anh chị để giúp cho mọi người có thể đưa ra được cái quyết định nó kịp thời hơn. Thì để tham gia nhóm này hoàn toàn miễn phí, anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link em ghim dưới phần comment ở đây là được nè, để giao lưu trao đổi với những anh chị nhà đầu tư khác cũng như là nhận những khuyến nghị chi tiết của em. Rồi thì nếu như mà mọi người có bất kỳ câu hỏi về cổ phiếu, về thị trường mà em chưa đề cập trong video á thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Thì theo thuật toán của YouTube thì những cái video có nhiều like, nhiều comment sẽ được đề xuất lên tốt hơn, nên mọi người cứ thoải mái comment nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận thị trường qua phiên ngày hôm nay, phiên 19 tháng 6. Thì mình thấy là sáng ngày hôm nay thị trường mình có mở gap tăng nha. Nó có mở ra cái gap tăng nhẹ đầu ngày nhưng mà do cái dòng tiền nó khá yếu khiến chỉ số nhanh chóng hạ nhiệt, và có những thời điểm trong phiên sáng chỉ số nó mất hơn 7 điểm. Dù vậy thì bước sang phiên chiều, cái lực cầu bất ngờ nhập cuộc. Nên mình thấy là phiên sáng thì nó khá là đuối, nó giảm xuống, nó chạm về cái ngưỡng quanh tầm 1270, nhưng mà đầu giờ chiều thì chỉ số đã nhanh chóng hồi phục trở lại khi mà lực cầu nó cải thiện. Có thời điểm thì chỉ số nó chạm về được cái ngưỡng 1284 luôn, trước khi mà nó bị bán nhẹ cuối ngày và còn tăng 0,29 điểm là khoảng 0,02% lên 1279.79. Con số đẹp quá anh chị, 7979. Mặc dù hôm nay nó xanh điểm anh chị, nhưng mà cái độ rộng thị trường thì nó lại nghiêng về phe bán. Hay nói cách khác có thể xem như là một cái phiên xanh vỏ đỏ lòng. Mình có 246 mã giảm so với 184 mã tăng. Đây nó vẫn nghiêng về phe bán. Tại vì cái nhóm cổ phiếu trụ hôm nay nó cũng có một cái mức đóng góp tương đối vào đà tăng. Trong đó nổi bật thì có FPT nè, có MWG nè, có BLX nè, có VPBank là những cái cổ phiếu mà có cái mức tăng tốt. Và dòng tiền thì nó vẫn duy trì cái tính phân hóa nha. Cái trạng thái luân phiên phân hóa là một cái đặc trưng của dòng tiền ở xuyên suốt đạn rồi khi thị trường mình nó nằm trong cái vùng sideways, và hôm nay vẫn tiếp diễn cái trạng thái đó. Nó không có cái nhóm ngành nào tăng quá nổi bật cũng như là không có nhóm ngành nào quá giảm sâu, mà nó giằng co, nó luân phiên. Mặc dù điểm số thị trường mình chỉ tăng có 0.29 điểm nhưng mà hôm nay vẫn có những cái cổ phiếu tăng rất tốt. Ví dụ dòng cổ phiếu hàng không thì có HVN nè, dòng đạm có BFC nè, dòng thủy sản có CMX nè, rồi dòng Viettel thì có VTB. Nên nó vẫn xuất hiện những cái cổ phiếu tăng trần, mặc dù là điểm số nó không có gì nổi bật cả, đúng không anh chị? Sáng sớm thì có cái nhóm cổ phiếu thủy sản và nhóm cổ phiếu đạm là hai nhóm tăng rất mạnh, nhưng mà nó cũng dần dần nó hạ nhiệt cuối ngày. Thì thủy sản thì đa phần các cổ phiếu vẫn tăng nhưng mà so với cái phiên sáng thì nó hạ nhiệt. Tương tự như nhóm đạm thì chỉ còn có mỗi cổ phiếu BFC thôi, còn lại thì đa phần bị chốt ngược hết ha anh chị. Đây thấy nè, nó vẫn tăng nhưng mà nó bị chốt ngược so với mức giá cao nhất. Rồi ở cái nhóm cổ phiếu liên quan đến cái dòng nông lâm ngư á, là cái nhóm hôm nay giảm mạnh nhất, thì nó đến từ cổ phiếu HAG. Thực ra con HAG này em đã phân tích rất là nhiều lần trong các cái video với mọi người rồi. Cái lúc mà anh chị nhớ HAG nó liên tục nó test đỉnh 15 thất bại không, thì lúc đó em bắt đầu cho mọi người chốt 1/2. Để chính xác là sau cái phiên ngày 29 tháng 5 thì em nói mọi người là HAG mọi người sẽ chốt cho em 1/2 qua mức giá là 14.7 đến 15. Không chỉ là em khuyến nghị trong cái nhóm khách hàng của em không đâu, mà trên video em cũng có chia sẻ với mọi người. Tại vì con này là em có khuyến nghị ở trên video cho anh chị nhớ không? Đấy, thì đầu tiên là mình chốt cái cổ phiếu này ở cái mức giá là quanh 14.7 đến 15. Rồi sau đó nó xuất hiện cái phiên rút chân ngày 11 tháng 6. Thì phiên ngày hôm đó em có đề cập với mọi người là đây là một cái phiên quan trọng. Một cái phiên rũ xuống sau đó rút chân, thì nếu như mà xu hướng cổ phiếu khỏe thì nó nên nỗ lực nó giữ được giá trên 14 luôn. Còn trong trường hợp sau cái phiên rút chân này mà cổ phiếu nó lại phủ nhận, nó quay về mức giá thấp thì xác suất rất cao nó sẽ gãy. Và sau đó chị thấy là sau phiên rút chân nó không tiếp diễn được, nó không tiếp diễn được lực cầu mà nó lại tiếp tục quay về giá thấp, thì em chốt luôn 1/2 còn lại ở mức giá 13.5. Đây HAG
Nên em đã chốt toàn bộ cổ phiếu này và hôm nay nó bắt đầu rơi. Thì trước đó con HAG trong những cái video em có phân tích mọi người rồi, nó sẽ có hai cái vùng cầu quan trọng. Vùng cầu thứ nhất là quanh vùng giá 13, và nếu như ở vùng này nó không trụ lại được á thì nó sẽ quay về cái vùng biên dưới luôn. Nó sẽ có cái biên dưới hỗ trợ của đoạn vừa rồi nè. Trước đó, trước khi nó tăng lên, nó có cái vùng sideways quanh tầm giá là 12-13. Thì với cái nhịp gãy này thì trước mắt nó sẽ quay về 13. Và dạng này thì mọi người không lao vào bắt đáy giúp em nha. Tại vì trước khi nó gãy á, thì nó đã có những cái nỗ lực tăng giá thất bại. Nó có 2 đỉnh, 3 đỉnh ở trên này. Rồi nó gãy á, thì dạng này mọi người sẽ tuyệt đối không có bắt vội khi nó đang rơi. Vì khi mà nó đã tạo một cái vùng phân phối ở trên á, thì nó sẽ không theo kiểu phục hồi chữ V đâu chị. Mà nó sẽ mất thời gian cân bằng lại, có thể là 2 đáy hoặc là 3 đáy. Nên dạng này mọi người sẽ không bắt vội nha. Rồi, đó là cái nhóm ngành mà giảm sâu nhất trong phiên ngày hôm nay. Còn lại các nhóm khác thì rằng co thôi, mà tăng mà giảm đang xen. Quay lại thị trường thì mình thấy là về kỹ thuật, từ cái phiên ngày 14 tháng 6, tức là trong cái video cuối tuần và trên bản tin thị trường, em đã đề cập với mọi người một cái vấn đề á, là phiên thứ 6 là một phiên có trạng thái ép bán, và là ép bán giá thấp, FATC. Nên thông thường sau một cái phiên ép bán như vậy thì phiên sau đó tốt nhất là nên tiếp diễn cái đà ép bán luôn, để nó khiến cho những nhà đầu tư nào chưa bán kịp sẽ phải bán ra. Nhưng mà cái phiên ngày 17 tháng 6 mình nhớ không? Nó xanh nhẹ đầu ngày. Mặc dù trước đó là một phiên bán 21 điểm rồi đóng thấp nhất ngày, nhưng mà ngày hôm sau thì nó lại xanh nhẹ đầu ngày với cái lực kéo của nhóm thép. Thì em có trao đổi với mọi người một cái vấn đề là mình chưa có cái sự tiếp diễn ép bán. Mình chưa có cái sự rũ bỏ, nên mình sẽ không có loại trừ cái rủi ro trong ngắn hạn thị trường mình nó sẽ còn những cái nhịp rung lắc ngắn để nó rủ cung. Chị nhớ không? Để sau cái phiên ngày 17 tháng 6 thì em mới đề cập với mọi người một cái vấn đề là trong ngắn hạn VN-Index sẽ còn phải rung lắc. Tại vì nó chưa ép ra được, nó chưa ép ra được những cái nhà đầu tư mà nắm hàng. Vì thông thường sau một cây mà giảm mạnh như vậy á, thì tâm lý chung đang muốn bán. Nhưng mà sáng ngày hôm sau nó xanh nhẹ thì là hy vọng và cầm hàng. Thì mình chưa rủ ra được cái lượng này, nên mình không loại trừ khả năng trong ngắn hạn nó sẽ có rung lắc. Và phiên ngày hôm nay, thị trường nó đã có cái biến động trong phiên. Nó quay về, nó test lại cái vùng đáy quanh 1270. Cái vùng đáy của cái phiên thứ 6 vừa rồi anh chị nè. Thì sáng ngày hôm nay thì mình sau cái nỗ lực bật lên trước đó của nó thì nó là quay về, nó restart lại ở cái ngưỡng quanh 1270. Anh chị thấy không? Tại điều này thì trong video ngày hôm qua em cũng đã có đề cập đến cái vấn đề là thị trường mình nó sẽ cần restart đáy. Thì cái điểm cộng của cái nhịp restart đáy này á là cái volume nó thấp trong cái nhịp bán. Mình thấy là cái nhịp bán nè, bán từ 1200 tầm 1286 về lại qua 1270 thì anh chị thấy không? Cái volume nó thấp so với cái nhịp bán trước đó của nó. Anh chị nhìn hai cái vùng dao động volume này, thì rõ ràng cái volume bán ngày hôm nay nó thấp hơn. Thì đó chính là cái điểm cộng, cho thấy cái áp lực cung nó không mạnh. Nhưng mà cái nhịp bật lên sau khi nó quay về, nó retest đáy, nó có cái trạng thái nỗ lực bật lên ở phiên chiều này. Thì anh chị để cho em, cái nhịp bật lên này á, nó lại chịu tác động khá là nhiều bởi các cổ phiếu trụ. Nó không phải là bật lên theo kiểu là nhờ nhóm chứng khoán kéo hay nhóm thép kéo hay là nhóm ngân hàng kéo, mà nó phụ thuộc khá là nhiều vào các cổ phiếu trụ, đặc biệt là cổ phiếu FPT nè. Bắt đầu phiên chiều nó có những cái nỗ lực kéo lên sau 1 giờ và nó là một trong những cái động lực đưa cho thị trường mình phục hồi lên. Để cái nhịp hồi phục vào chiều ngày hôm nay nó phụ thuộc khá là nhiều vào trụ và nó tăng ở các cổ phiếu riêng lẻ, chứ nó không tạo được một cái sự lan tỏa, nó không có nhóm ngành dẫn dắt. Nó không có một cái nhóm lớn nào trong phiên ngày hôm nay có cái sự chủ động bật lên cả anh chị. Kể cả ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, thì phiên ngày hôm nay gần như chỉ là một cái phiên giằng co, một cái phiên đi ngang. Mặc dù là thị trường mình nó có biến động trong phiên, nó đạp xuống nó hồi lên, thì cái đạp xuống và bật lên trong phiên ngày hôm nay á, thì nó diễn ra nhiều là ở nhóm trụ. Đấy, cái điểm số mình hôm nay nó bị chi phối nhiều bởi nhóm trụ, và do nó tập trung nhiều vào nhóm trụ dẫn đến là cái nhịp hồi phục, cái dòng tiền nó không quá dứt khoát anh chị. Nó khá lưng chừng. Mình thấy là cái khung đồ thị 1 giờ, cái cây nến cuối cùng mình có cái đuôi trên không? Đây, cái cây nến này cái volume nó cao nha. Nhưng mình thấy là có cái đuôi trên không? Thì cho thấy vẫn có một cái lực bán chặn. Tại vì do tập trung kéo vào trụ nên nhà tư họ cũng sẽ gọi là tương đối thận trọng. Ví dụ như ngày hôm nay là một phiên thị trường mà có hồi phục cuối ngày, nhưng mình thấy nhóm chứng khoán không? Nó vẫn có cái sắc đỏ tương đối, nó vẫn khá là giằng co, nó không có sự chủ động. Ngoại trừ VDS á, thì mình thấy là những cái cổ phiếu lớn như là SSI, như là VND, như là HCM, nó vẫn rất là giằng co, nó khiến cho dòng tiền tương đối ảm đạm, dòng tiền tương đối thận trọng cho cái nhịp phục hồi đi lên. Và với cái diễn biến này, xác suất cao thì mình vẫn sẽ còn rung lắc nha.
Với cái diễn biến này thì ngày hôm nay chưa xem như là test xong đâu, mà nó vẫn sẽ có thể là còn sung lắc ở tầm vài phiên kế tiếp. Đây, nó sẽ còn cái áp lực sung lắc. Và cái yếu tố quan trọng mà mọi người cần theo dõi cho em cho những cái nhịp sung lắc đó, đó chính là yếu tố về volume thôi. Mọi người chỉ cần tập trung quan sát cho em là cái volume thôi. Ở kịch bản tích cực á, là những cái nhịp reset volume nó cần phải thấp lại. Có thể là nó nhúng sâu hơn 1270 cũng được nha anh chị. Nhưng mọi người phải thấy được một điều á, là volume nó phải thấp lại, cho thấy là cái lực cung nó ngày càng suy giảm, để cho thấy là mình bắt đầu mình hấp thụ tốt cung thì giai đoạn phía sau nó có thể sớm cân bằng và nó đi lên. Còn trong trường hợp mà ngược lại, cái thanh khoản nó lớn á, thì mình sẽ có thể có những cái nhịp bán mạnh hơn nữa để mang tính chất là rũ cung khi mà trong ngắn hạn cái lượng đeo bám nó còn quá nhiều. Nên chú ý cho em, sau phiên ngày hôm nay thì mình có một cái nhịp reset đáy rồi. Điểm cộng là thanh khoản thấp, nhưng mà điểm trừ là nó chỉ tác động bởi nhóm trụ thôi, chứ nó chưa có được một cái nhóm dẫn dắt, dẫn đến dòng tiền vẫn còn khá thận trọng. Dòng tiền nó chưa có sự dứt khoát, và cái việc mà bị thận trọng quanh đây khung đồ thị 1 giờ, cái cây nến nó không đóng dứt khoát như vậy, thì mình sẽ tiếp tục có thể là còn những cái nhịp rung lắc ở những cái phiên kế tiếp. Và những cái nhịp rung lắc đó, mọi người chỉ tập trung cho em về volume thôi, xem thử cái volume nó có lớn hay không. Nếu như volume thấp thì sẽ tốt, thì nó là cái quá trình cân bằng hấp thụ thôi, bình thường không có gì cả ha. Còn về cái xu hướng á, thì giai đoạn này chúng ta đã thống nhất với nhau một cái vấn đề á, là VN-DAX chưa bứt thoát ra khỏi được cái biên trên, chưa vượt ra khỏi 1300, nên cái xu hướng vẫn sẽ duy trì gọi là giằng co và sideways thôi. Cái xu hướng chính của nó vẫn là một cái xu hướng đi ngang, một cái xu hướng sideways. Và cái nhịp sideways này thì nó cũng nhằm mục đích để nó hấp thụ lại sau cái phiên bán dao động lớn cuối tuần vừa rồi, là phiên ngày 14 tháng 6. Anh chị nhớ, sau phiên ngày 14 tháng 6 thì em mới đề cập với mọi người một cái vấn đề là mọi người không thể nào mà đòi hỏi thị trường mình nó phải tăng mạnh ngay được. Tại vì nó đang bình thường, nó xuất hiện một cái phiên dao động lớn á, thì nó sẽ cần thời gian cân bằng trở lại, cần thời gian tích lũy và hấp thụ trở lại. Thì cái diễn biến của 3 phiên gần đây nó là chính là cái diễn biến hấp thụ đấy anh chị. Nó là một cái diễn biến giằng co để hấp thụ cung. Và thực ra sau một cái phiên bán mà nó giữ trạng thái giằng co volume thấp với dòng tiền luân chuyển thì đó vẫn là một tín hiệu tốt thôi, cho thấy là trong ngắn hạn bắt đầu là đã có cái lực hấp thụ lại và nó không còn cái hiện tượng gọi là bán hoảng loạn. Đây, có điều là do mình vẫn chưa có được cái nhóm ngành dẫn dắt á, nó chưa có được một cái tín hiệu để kích hoạt dòng tiền, nên cái tính chất chung vẫn là tính chất luân phiên. Tiền nó yếu thì nó không thể nào kéo đồng loạt được anh chị, nó sẽ luân phiên từ nhóm ngành này sang nhóm ngành khác. Để cho đến khi nào mà nó xuất hiện một cái nhóm ngành đồng loạt vượt đỉnh, các cổ phiếu trong ngành đồng loạt vượt đỉnh, một cái nhóm dẫn dắt mà nó vượt lên như vậy á, thì khi đó dòng tiền nó mới mạnh mẽ hơn. Còn giai đoạn này thì mọi người cứ nắm cho em cái tinh thần á, là nó sẽ tăng lần lượt. Nó lần lượt theo kiểu riêng lẻ, hôm nay nhóm này, rồi ngày mai đến nhóm khác, thậm chí là nó luân chuyển trong phiên luôn. Ví dụ như trước đó mình có cảng biển tăng tốt nè, rồi mình có chứng khoán tăng, rồi đến thép, rồi sau đó thì lại đến nhóm cổ phiếu liên quan đến dầu khí, rồi nó lại luân chuyển sang nhóm thủy sản. Thậm chí trong phiên ngày hôm nay mình thấy là tiền nó luân chuyển trong phiên luôn. Thủy sản tăng tốt đầu ngày, sau đó hạ nhiệt, cuối giờ thì mình có điện lên, để mình có những cái cổ phiếu khác lên, nên nó tạo ra một cái sự luân phiên. Và khi mà dòng tiền nó luân phiên á, nhóm này tăng thì nó đối ứng nhóm khác giảm, và nó sẽ khiến cái điểm số khó bứt phá được. Tại vì nhóm này tăng thì ngay lập tức có nhóm khác giảm đối ứng, thì nó chỉ giúp cho thị trường mình có thể đi ngang được thôi, chứ mình chưa thể nào đòi hỏi nó bứt phá, để nó giữ trạng thái đi ngang lình xình trong một cái biên độ. Mặc dù là nhìn điểm số lình xình như vậy á, nhưng mà vẫn sẽ xuất hiện những cái cổ phiếu nó tăng mạnh. Ví dụ như phiên ngày hôm nay vẫn có một list cổ phiếu tăng trần nè. Đấy là do nó luân phiên. Đấy, cái nhóm này tăng mạnh, ví dụ như hôm nay nhóm đạm tăng mạnh đi, nhóm thủy sản tăng mạnh đi, thì nó vẫn sẽ có những nhóm giảm bù trừ, ví dụ như nhóm nông lâm ngư. Đấy, kiểu như vậy anh chị. Nó sẽ là cái tính chất dòng tiền và cái vận động thị trường của giai đoạn này luôn, để anh chị gọi là không có bị bất ngờ trước những cái biến động tăng giảm trong phiên. Ví dụ như mình thấy là thị trường mình nó giảm, nó giằng co hay nó tăng, nhưng mà mình thấy là các cái cổ phiếu nó vận động rất là khác. Có thể là một phiên thị trường tăng nhưng mà cổ phiếu của mình giảm, nhưng mà một phiên thị trường giảm cổ phiếu mình đã tăng. Đó là cái tính chất đoạn này để anh chị nắm và không có bị bất ngờ ha. Để xu hướng sideways là như vậy, là dòng tiền luân phiên, để cho đến khi nào mà nó bứt ra khỏi được cái vùng sideways với cái sự dẫn dắt của một nhóm ngành á, thì khi đó nó mới tạo được cái sự lan tỏa đồng thuận. Còn bây giờ thì nó có thể luân phiên chạy từ nhóm này sang nhóm khác liên tục, nên anh chị tránh cái việc là đuổi theo dòng tiền nha. Ví dụ như anh chị nắm cái cổ phiếu, cái form nó vẫn ổn thì mọi người nắm. Tránh cái việc, ví dụ như hôm nay mình thấy nhóm đạm tăng thì mình lao và mình mua nhóm đạm. Ngày mai mình thấy nhóm thép tăng thì mình lao và mình mua nhóm thép á, thì mua đuổi như vậy đoạn này nó khó ăn lắm. Rồi, và có một cái điểm anh chị cần chú ý cho em á.
Nãy giờ mình nói về những cái đặc điểm cũng gọi là tích cực rồi, nhưng mà có một cái vấn đề á, là một số cái cổ phiếu lớn trong dòng ngân hàng, ví dụ như là BIDV hay Vietcombank, đây là hai cái cổ phiếu tiêu biểu trong dòng ngân hàng có quy mô vốn hóa rất lớn, nhưng mà nó đang có cái trạng thái tương đối xấu nha. Đó là ở chỗ nó vẫn tiếp tục giảm và nó đang ở cái ngưỡng quan trọng. Ví dụ như đối với con Vietcombank đi, nếu như mà nó gãy mốc 86 á, thì nó sẽ rất dễ về lại vùng giá quanh 84. Hoặc là BIDV, nếu như mà nó gãy cái mốc 46 này thì nó rất dễ về lại cái vùng giá quanh 43x đến 44. Thì cái biên độ giảm đâu đó là khoảng tầm 4-5% gì đó. Nhưng mà do đây là hai cái cổ phiếu vốn hóa của nó rất lớn nha, Vietcombank chỉ còn nó tăng giảm tầm 1-2% thì nó đã có tác động lớn đến điểm số rồi. Nên trong trường hợp nếu như mà những hai cái cổ phiếu này nó gãy á, thì chắc chắn nó sẽ gây cái áp lực lên điểm số và tâm lý thị trường. Nên sẽ cần chú ý cho em, đây là một cái ngưỡng cũng gọi là quan trọng của hai con BIDV và con Vietcombank. Nó mà không tạo đáy được ở đây á, thì nó sẽ cần chiết khấu tiếp một nhịp và từ đó nó sẽ khiến cho điểm số thị trường mình chịu áp lực theo. Nhưng mà bên cạnh đó, trong nhóm ngân hàng nó vẫn sẽ có một số cái cổ phiếu cái form của nó ổn, ví dụ con MBB. Form ổn nha anh chị, form MBB là một cái form ổn, dòng tiền vào, điều chỉnh tích lũy volume thấp thì dạng này rất dễ tăng tiếp. Và với nhịp này nếu MB bứt phá tiếp á, thì nó sẽ hướng về tầm giá là quanh 248-25. Hay là ACB nha, form nó vẫn rất là ổn, sau khi nó bứt phá khỏi nền, nó reset nền thì nó vẫn giữ giá nè. Hay là STB nè, STB cũng ổn ha. Hoặc là VPBank nè, VPBank cũng ổn, VPBank sẽ còn một nhịp quay về test là đỉnh quanh 20. Nên mình thấy là nhóm ngân hàng thì nó có điểm trừ là ở những cổ phiếu lớn như là BIDV, như Vietcombank. Nhưng mà nó cũng có điểm cộng là ở những cái cổ phiếu nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng không quá nhỏ, ví dụ như VPBank, ví dụ như là cổ phiếu MB. Cái vốn hóa của nó cũng tương đối, nên khả năng nó sẽ có cái sự bù trừ. Nên mình kỳ vọng nó sẽ bù trừ cho nhau. Ví dụ giả sử trong trường hợp mà Vietcombank và BIDV gãy á, thì mình kỳ vọng những con này nó bù trừ. Đó, nên cũng sẽ cần lưu ý cho em. Nếu như mà hai con này nó tạo đáy được thì tuyệt vời. Hai con này mà tạo đáy được thì thị trường mình nó sẽ hồi phục sớm hơn. Hay còn trong trường hợp nó chiết khấu xuống một nhịp thì mình vẫn sẽ còn phải chịu những cái áp lực trong ngắn hạn nha. Nên chị chú ý cho em. Còn dạng như BIDV, Vietcombank, anh chị hỏi em bắt đáy hay không thì em không ha. Nguyên tắc của em rồi, là nguyên tắc của em mọi người biết rồi, là mình sẽ không bắt khi cổ phiếu đang rơi. Ít nhất nó phải có một đáy đã. Ít nhất ở khung đồ thị 1 giờ nó phải có một đáy thì nó mới có điểm cho anh chị bắt. Vietcombank thì bây giờ mình mở đồ thị 1 giờ đi, nó đang rơi mà. Đang rơi thì đâu có cái cơ sở gì để mình bắt đâu. Và ở cái vùng này là một cái vùng giống như là đường ăn cả ngã về không á. Nếu mà nó gãy thì nó sẽ mất một đoạn. Hoặc là BIDV nó vẫn đang rơi thế này thì không có điểm gì để bắt ha. Ít nhất nó phải có một đáy đã. Nên chú ý cho em cũng sẽ quan sát hai con này để đánh giá là điểm số trong ngắn hạn nó có chịu áp lực mạnh hơn hay không. Rồi, quay lại thị trường thì cái chốt chặn của mình vẫn chưa gì thay đổi nha. Mình vẫn sẽ có cái chốt chặn chính là cái gap mở ra phiên ngày 3 tháng 6 quanh 1260-1270, thì mình vẫn giữ quan điểm đây là cái chốt chặn trong ngắn hạn để quyết định thị trường mình. Nó sẽ cân bằng được ở nửa biên trên, nó giữ được ở 1260x đến 1290x, hay là nó sẽ cần lùi về sâu hơn ở cái ngưỡng phía dưới là quanh 1270x. Thì đây là cái chốt chặn. Nói chung cái view của em về thị trường thì em không có view theo kiểu tiêu cực, gãy hay là downtrend. Em chưa có view đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bây giờ mình sideways, thì sideways ở trên này hay là sideways phải test về biên dưới. Và tất nhiên test về biên dưới thì khi đó cái biên của thị trường mình nó sẽ lớn. Cái biên nó lớn hơn thì nó sẽ rủi ro hơn. Còn nếu như nó giữ được ở nửa biên trên á, thì nó sẽ sớm cân bằng hơn và nó có thể có kỳ vọng bứt phá sớm hơn. Nên chú ý cho em, đây là cái chốt chặn để mọi người có thể cân nhắc những vị thế trong ngắn hạn và tỷ trọng phù hợp. Còn đằng này thì kỳ vọng của em thì vẫn giữ cái tỷ trọng cổ phiếu ở tầm 50-70%, chưa sử dụng margin và không full cổ. Nên mọi người hỏi em là có full margin hay không thì câu trả lời là như vậy. Còn hỏi là có hạ hết cổ phiếu hay không thì em vẫn giữ cổ phiếu nha. Đằng này em vẫn giữ tỷ trọng tầm 50-70%. Rồi, và ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh tháng 6 nên khả năng mình cũng sẽ tiếp tục lình xình nha anh chị. Thứ 5 ngày mai đáo hạn, rồi thứ 6 thì mình có cơ cấu quỹ nữa, nên có thể là hai phiên cuối tuần thì mình vẫn nằm trong cái trạng thái lình xình với volume thấp và dòng tiền nó luân phiên. Và ngày mai thì đáo hạn phái sinh chị biết rồi, ngày đáo hạn thì điểm số của phái sinh nó sẽ thấy theo trung bình 30 phút cuối ngày của VIN30, nên có thể nó sẽ có một số biến động ở nhóm VIN30. Nhưng mà cái biến động trong phiên đáo hạn phái sinh á, nó chỉ là cái biến động ngắn hạn, cái biến động mang tính chất là phục vụ cho một cái mục đích là cân bằng điểm số. Nó sẽ không tác động đến xu hướng lớn nha, nó không tác động đến xu hướng toàn thị trường. Nên mọi người cũng sẽ không cần thiết phải lo lắng về đáo hạn phái sinh quá mức nha. Rồi, đó là về thị trường chung. Nói chung là trạng thái cuối cùng vẫn là trạng thái giằng co sideways thôi. Và dòng tiền nó luôn chuyển từ nhóm này sang nhóm khác. Nên mọi người tránh
gọi là bị tập trung quá nhiều vào điểm số. Ví dụ như có những phiên tăng, cổ phiếu mọi người vẫn giảm, nhưng mà có những phiên giảm, cổ phiếu mọi người vẫn tăng. Nên hãy tập trung vào danh mục của mình. Hãy tập trung vào danh mục của mình, hãy tập trung vào cổ phiếu của mình. Mình hiểu được thị trường rồi thì biết được cái xu hướng nó không xấu. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu mình quay sang mình nhìn cổ phiếu. Đấy, xem thử cái form cổ phiếu mình nó có yếu hay không. Nếu yếu thì xử lý. Còn nếu như nó khỏe thì nắm tiếp. Hoặc là mình gia tăng gì đó. Nói chung nó sẽ tùy vào cổ phiếu thôi. Chứ còn đoạn này thì mình không thể nào chỉ nhìn vào điểm số thị trường mình để mình giao dịch được. Không giao dịch được đâu. Vì đoạn này gần như điểm số nó chỉ đi ngang thôi. Nhưng mà cổ phiếu nó biến động rất là mạnh. Có những con tăng trần, có những con giảm rất mạnh đúng không? Đó. Thì đầu tiên mình sẽ nói về nhóm cổ phiếu thép nha. Nhóm cổ phiếu thép thì em thấy là trong cái hàng đang khá là ổn đấy chị. Trong cái hàng nhóm cổ phiếu thép ổn. Ổn để nắm. Còn bây giờ mọi người hỏi em mua thép hay không, thực ra nó đã qua điểm mua rồi nha. Quan điểm của em về đoạn này dòng thép khá là ổn để nắm tiếp. Tại vì sau cái phiên nổ vol, sau cái phiên mà tiền vào á, thép là một trong những nhóm ngành mà thu hút được tiền vào đầu tiên sau khi thị trường điều chỉnh phiên ngày 14 tháng 6 á. Là thép là nhóm đầu tiên bật lên. Và thực ra nhờ có thép á, nên thị trường ở cái phiên ngày 17 tháng 6 nó mới xanh nhẹ được đấy. Nó giúp cho tâm lý nhà tư họ vững hơn. Thì em có nói với mọi người rồi, sau cái phiên ngày 17 tháng 6 á, thì em không có view mua thép nữa. Nhưng mà em có chú ý với mọi người á, chỉ cần mà nhóm thép sau cái phiên đó nó không bị bung volume thì khả năng rất cao nó sẽ chạy tiếp. Có thể nó sẽ tích lũy lại một nhịp. Cái dạng mà tăng lên mà nổ volume lớn quá anh chị thì thường nó sẽ không có chạy ngay được đâu. Nếu mà ví dụ như cái phiên này của Hai Sen nó là một phiên volume cao hơn trung bình thôi á, thì em nghĩ nó sẽ chạy tiếp dễ hơn. Còn cái volume nó lớn quá thì cho thấy là cái lực bán nó cũng mạnh, nên thông thường sau nó sẽ tích lũy lại một nhịp. Và nếu như nó duy trì volume thấp và giữ giá thì khả năng rất cao nó sẽ chạy tiếp. Nên đối với dòng thép hiện tại thì qua phiên ngày hôm nay em thấy cái trạng thái của nó vẫn rất tốt nha. Hôm nay là phiên T cộng hàng về của cây bùng nổ này mà nó vẫn giữ giá như vậy là tốt. Thì đối với dòng này mọi người vẫn giữ thôi. Và chú ý cho em một số cái chặn ngắn hạn. Ví dụ đối với Hai Sen thì mình sẽ có cái chặn là qua mức giá 24.5, cái chặn lại đấy. Nếu như mà mất 24.5 á thì nhiều khả năng gần nhất thì Hai Sen ấy sẽ chỉnh về tầm 23 và sâu hơn nữa sẽ chỉnh về phía dưới này luôn. Và cái phiên này mà nó nghĩa là một cái phiên bull trap. Nên chú ý cho em cái ngưỡng 24.5 nha. Thì nhóm thép bây giờ mình không gọi nó là nhịp tăng số 1 nữa, tại vì nó đã có một cái đợt chốt rồi. Cái đợt chốt của nó là vào cái phiên ngày 14 tháng 6 đấy. Đây nó tăng lên nó chốt và nhịp này bật vượt đỉnh rồi, nên nó sẽ không gọi là nhịp tăng số 1 nữa. Nên chú ý những cái ngưỡng chặn lại một tí nha. Còn lại này mua thì em nghĩ nó sẽ hơi khó để mua đấy anh chị ạ. Nắm hàng thôi. Thép trước đây em nói mua rất là nhiều rồi. Nam Kim thì sẽ ở mức giá 26. Nam Kim thì chỉ cần nó giữ trên 26 và nó không có bung volume lớn là được, khả năng rất cao sẽ chạy tiếp. Hà Phát thì sẽ ở cái ngưỡng giá là 29. Để Hà Phát chỉ cần không mất 29 thì ổn. Nhưng mà đẹp hơn thì nó sẽ giữ được giá 29.530, nó sẽ đẹp hơn. Sau cái cây bị chốt ngược ngày 17 tháng 6 á, mà Hà Phát nó neo được quanh 29.530 thì nó sẽ chạy sớm hơn anh chị. Hôm nay có một con thép nhỏ nó vượt lên trước rồi nè. Đó là con SMC. Con này thì cái tính đầu cơ nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nó cái trạng thái này của nó cũng là một cái trạng thái tốt. Đây, nó cũng tăng trong nhịp số 1, nó bị chốt xuống, nó bật lại. Đây, cái form chung dòng thép đoạn này cái độ đồng thuận rất cao nha. Thì do cái độ đồng thuận cao nên đó là lý do vì sao mà đoạn vừa rồi em nói mọi người là thép là cái dòng mà em kỳ vọng có khả năng dẫn dắt thị trường. Tại vì quy mô vốn hóa của nó đủ và cái form nó là một cái form hướng lên có sự đồng thuận. Đối với cổ phiếu MC thì hôm nay vượt lên rồi. Thì mọi người trong cái hàng ngay lập tức nâng cho em cái chặn lãi lên mức giá là 15 nha. Phiên ngày hôm nay nổ lên rồi mà nếu như mà con SMC nó quay ngược về lại dưới giá 15.5 á thì xem như đây là một cái nhịp rác thất bại. Thì khi đó nó sẽ quay về lại cái vùng giá quanh neckline của nó là quanh 14. Anh chị hình dung nó như vậy nè. Đây, nó tăng, nó rác lên. Nhưng mà nếu như nó bị chui ngược xuống á, thì xem như nhịp rác này thất bại. Thì khi đó nó sẽ quay về neckline của nó là quanh 14. Nên chú ý cho em ha, cái ngưỡng chặn nó là quanh 15. Rồi, đối với dòng cổ phiếu chứng khoán á, thì thực ra em có nói với mọi người là dòng chứng khoán hiện tại á, nó mang tính chất là trung lập. Nó không có điểm mua nha. Thêm dòng chứng khoán hiện tại thì về điểm mua nó không có nhiều. Nhưng mà để nắm giữ thì vẫn nắm được. Tại vì đa phần các cổ phiếu đang quanh hỗ trợ. Đây là một nhóm có độ nhảy rất cao với thị trường. Nên trong bối cảnh thị trường mình giằng co thì nó cũng đang giằng co theo thôi. Ví dụ như SSI thì mọi người thấy là nó vẫn đang quanh hỗ trợ thôi. SSI chỉ cần nó giữ được trên mức giá là 35.7 thì em nghĩ nó sẽ vẫn ổn. Có điều là hiện tại mình thấy là dòng tiền nó đang hơi yếu đúng không? Những cái phiên gần đây là bắt đầu tiền nó không vào. Nên chủ yếu của nó là một cái trạng thái giằng co thôi. Thì chú ý nếu như mà nó mất 35.7 á, thì nó sẽ cần test lại vùng giá quanh 34.1 một lần nữa. Còn nếu như nó giữ được ở nửa biên trên này thì sẽ tốt hơn. Ở trong cái hạn thì nó sẽ có cái kháng cự quanh 37. Thế sau hai cái nỗ lực vượt bất thành, vượt lần 1 này, vượt lần 2 bất thành thì nó đang tạo một cái vùng biên.
với biên độ là quanh tầm 34x đến tầm 37x. Thì khi nào mà nó break ra khỏi được cái biên trên á thì tiền nó mới có thể vào mạnh được. Đây, thì chú bác nó vẫn dao động trong cái vùng biên này nha anh chị. VCI cũng đang quanh hỗ trợ thôi. VCI tương tự, những cái con chứng lớn đằng này form nó giống nhau. VCI đang có cái biên quanh tầm 47x đến tầm 51x. Con này trend 47 thì mọi người vẫn giữ được, nó vẫn có cái trend la tăng ngắn nè. Nhưng mà nếu mà nó muốn hút tiền vào mạnh á thì nó phải break ra được khỏi cái nền này. Nên dạng này thì mọi người nắm thôi. Mọi người nắm được. Còn mua thì mua theo kiểu thăm dò. Tại vì form của nó là đoạn này dao động hơi lớn nha, một cây tăng trần nè, một cây tăng 5% nè, sau đó là tiếp tục có một cây giảm gần như là phủ nhận cây tăng. Nói chung là khi nó dao động lớn á, thì nó buộc phải có thời gian tích lũy lại rồi nó mới có thể tăng lên tiếp được. VND thì hơi yếu hơn so với những cái cổ phiếu chứng khác. Thì với cái form của VND á, hôm trước em nói mọi người rồi, mời chặn lại cho em cái mức giá 17.6, anh chị nhớ không? Em nói nếu như mà VND mất 17.6 á thì nó sẽ quay về test đáy. Thì VND đang trong hành trình quay về test đáy nè. Nói chung nó cũng đã có 4 cây giảm rồi và nó tiệm cận cái đáy trước á, nên khả năng nó sẽ có hồi thôi. Nhưng mà hồi này chỉ là hồi ngắn thôi nha, còn hồi tạo đáy thì chưa đâu. Còn tạo đáy luôn thì chưa đâu. Form VND rất yếu. Sau khi gãy rút chân đi ngang thì tiếp tục gãy nhịp 2. Đây là form yếu nha mọi người. Không mua, không có mua gì cả. Điểm bán trước là qua 17.6 và nếu như mọi người không bán kịp thì bây giờ sẽ hơi khó để bán nha. Tại vì nó đã có 4 cây giảm liên tục và nó có cái đáy trước quanh tầm 16 năm thì vùng này có thể nó sẽ hồi lên được một nhịp ấy. Nhưng mà nên nhớ những cái con nó đang cắm đầu rơi thì đừng có bắt đáy gì nha. Mọi người muốn bắt á, thì mọi người mở chặn 1 giờ ra cho em. Nếu như mở chặn 1 giờ á, nó có đáy, nếu như nó có một đáy á, thì mọi người sẽ canh nhịp retest phía sau vol thấp mọi người mua thì còn được. Chứ còn nó đang rơi thì không có cơ sở gì để bắt nha. Và cái lực bán của VND đang tăng đấy, giá giảm và vol tăng đấy, thì cho thấy cái cung nó vẫn còn nhiều lắm. Cái cung mất kiên nhẫn sẽ bắt đầu bán ra. Và một cái vấn đề của VND nữa là nó tổ chức đại hội cổ đông không thành. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà một cổ phiếu chứng khoán lớn như VND nó tổ chức đại hội cổ đông không được á, vì nó không đủ cái số lượng biểu quyết. Và anh chị nên nhớ, cái việc mà nó không tổ chức được như vậy, nó không đủ số lượng biểu quyết thì nó cũng ngầm hiểu với nhau rằng á, là các cái cổ đông lớn của VND nó không còn nắm nhiều cổ phiếu nữa. Nó không còn chi phối nhiều cổ phiếu nữa. Tại vì anh chị nhà đầu tư cá nhân á, thì nắm một phần thôi. Còn chủ yếu mà cái tỷ lệ biểu quyết á, mà của một cái doanh nghiệp thông thường á, thì nó sẽ được chi phối nhiều bởi cái cổ đông lớn. Nên cái trạng thái mà không tổ chức đại hội cổ đông như VND thì khả năng là cái lượng hàng nó đã gọi là bị loãng sang cá nhân khá là nhiều rồi. Là cá nhân thì thường họ sẽ ít đi họp đại hội cổ đông. Đó, nên đó là những cái vấn đề của VND trong ngắn hạn. Nói chung VND thì từ cái nhịp giảm vừa rồi mình đã không tham gia rồi ha. Từ cái vấn, nói chung là một cái doanh nghiệp mà có nhiều vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền lớn á chị. Những doanh nghiệp như là Novaland đấy đó, anh chị thấy là dòng tiền lớn nó cũng sẽ e ngại hơn rất là nhiều. Còn những cái con chứng nhỏ thì nó sẽ khỏe hơn. Như MBS thì xu hướng tăng nó vẫn rất khỏe nha. Đây mọi người cho em cái chặn qua 32.5 thôi. Xu hướng tăng rất khỏe, đang tích lũy lại. Rồi VDS nè, VDS hôm nay thậm chí nó còn tăng mà. Chuẩn bị là sẽ có báo cáo tài chính quý 2 thì dòng chứng nó cũng sẽ phân hóa theo danh mục tự doanh của nó chị. Thì đối với con VDS á, sau cái cây bán ngày 14 tháng 6, cái trạng thái của nó tích cực khi nó chủ động bật lại sớm nè. Đây thì khả năng nó sẽ quay về nó test lại cái đỉnh quanh 27 một lần nữa. Nhưng mà do cái đoạn rồi con VDS nó dao động hơi lớn á, nên có thể là giai đoạn này nó sẽ tích lũy lại. Nó sẽ tích lũy lại trong một cái biên độ. Vì dao động lớn thì rất là khó để kéo ngay anh chị. Kéo thì thường nó sẽ trap. Những anh chị thấy là cổ phiếu trước khi nó kéo mà nó có dao động lớn á, thì thường cái nhịp kéo đó bất thành. Còn mà một cái nhịp kéo mà bền á, thì trước đó nó phải có một cái vùng ship, một cái vùng tích lũy, nó kiểm soát cung đã. Còn dao động lớn tức là cái lượng cung nó vẫn còn mạnh. AGR hôm nay có về lại mức giá mình chờ mua anh chị nhớ không? Em có nói với mọi người là AGR ở vùng giá quanh 20-25 là hỗ trợ mạnh. Thì ai muốn canh gom thì sẽ canh quanh đó cho em. Thì hôm nay sau khi chạm về lại rút chân, nhưng mà chú ý cho em, sau cái cây rút chân ngày hôm nay á, thì con AGR không nên quay về dưới giá 20.5 nữa nha. Sau cây này không nên quay về 20.5 nữa. Có thể chưa tăng ngay nhưng mà nên giữ được giá trên 21. Phải giữ được giá trên 21. Còn nó quay về dưới 20.5, nó tiếp tục tạo điểm mua giá thấp thì nó sẽ hơi rủi ro. Đấy. Còn nếu như nó neo giá được thì kỳ vọng nó sẽ quay về, nó test lại cái vùng đỉnh trước qua mức giá tầm 22.5 nha. CTS cũng khỏe hơn. Em vẫn kỳ vọng CTS sẽ còn mỗi nhịp test lại quanh 45-46 nữa đã. FTS thì sau khi chia cổ tức á, thì gần như đoạn này nó không tăng. Và đặc biệt chú ý cho em, nó có xuất hiện mỗi cây dao động lớn là cây ngày 14 tháng 6. Thì trong một cái vùng đi ngang mà xuất hiện một cây dao động lớn như vậy thì nó sẽ tích lũy lại thôi. Cái biên độ của nó là quanh tầm 44 đến tầm 47x này.
thì nó sẽ dao động trong cái vùng này để nó hấp thụ lại cái lượng cung sau cái cây này. Nói chung dòng trứng thì hiện tại nắm thì em nghĩ vẫn sẽ nắm được, nhưng mà mua thì có thể theo dõi thêm. Vít nè, chú ý nha, vít nha, đang ở cái vùng rất là nhạy cảm. Sau khi cái cây này tăng lên mà bị phủ nhận á, thì nó đang ở quanh hỗ trợ. Quanh hỗ trợ này cái độ bật nó đang hơi kém một tí, nên chú ý. Nếu mà mốc 18 khả năng sẽ cần test lại quanh tầm 17.3, 17.5 dưới đây. Rồi, đó là về dòng chứng khoán. Nói chung đoạn này dòng chứng thực ra nó vẫn hơi yếu nha. Nếu mà so với mặt bằng chung thị trường á, thì dòng chứng đoạn này nó không có thu hút được tiền quá mạnh đâu. Một phần là do cái câu chuyện về KRX, rồi những câu chuyện về cho khối ngoại margin á, thì nó bị hoãn lại, nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý trong ngắn hạn. Và dòng chứng khoán, dòng ngân hàng là những cái dòng mà ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện lãi suất. Nên khi bây giờ mình thấy là Mỹ vẫn đang mập mờ về vấn đề lãi suất trong nước thì áp lực tỷ giá vẫn lớn. Thế là bằng chứng khối ngoại vẫn tiếp tục bán liên tục mà. Hôm nay nó vẫn bán hơn 1.500 tỷ nè anh chị. Nó có giao dịch thỏa thuận nhưng mà cái lượng bán nó vẫn rất lớn nha. Đấy, mình thấy rõ ràng là những cái vấn đề về vĩ mô nó vẫn đang là cái áp lực. Từ đó nó ảnh hưởng đến dòng tiền và dòng chứng khoán, dòng tiền và dòng ngân hàng. Đó lý do vì sao thực ra trong cái đợt hồi phục vừa rồi dòng chứng khoán nó không có tăng được quá nhiều. Rồi, nhóm cổ phiếu ngân hàng thì như em nói lúc nãy rồi ha. Vietcombank và BIDV là hai cổ phiếu đang mấp mé, có rủi ro gãy. Còn lại những cái cổ phiếu khác thì em nghĩ là nó không quá tệ đâu. Đặc biệt những con mà tiền mới vào như VBank nè. Rồi MB thì nó sẽ quay về biên trên nè. Rồi là EB, thực ra EB không có xấu. EB thì nó tăng dòng tiền vào và những cái đợt điều chỉnh của nó đều đi với volume rất là thấp. Vì nó đang quanh hỗ trợ thì vùng này xác suất nó sẽ bật được. Mọi người mở cái khung đồ thị một giờ ra thì thấy EB nó cũng đã có những cái nỗ lực test đáy khá là ổn đấy. Volume bán nó giảm dần thì nó giúp cho cổ phiếu bắt đầu nó hình thành một cái hình hài của phân kỳ. Nó chưa rõ đâu nha, nhưng mà bắt đầu nó đang muốn tạo một cái phân kỳ dương á. Nên chú ý ha, dạng này thì vẫn có thể nắm được. Nhóm bất động sản thì gần như là yếu xuyên suốt đoạn rồi luôn. Bất động sản nó chỉ có vài con như là ví dụ như KDH nè, hoặc là Nam Long nè, hoặc là con NTL nè, TCH nè, rồi NHA nè. Nó chỉ có một vài con này là bật lại sớm và giữ cái kênh trend thôi. Còn lại anh chị mở ra DG nè, CO nè, DSG nè. Thì những cái dạng này nha, cái dạng mà đạn vừa rồi chỉ giữ được giá thấp, không có bật lên á, thì em đánh giá khả năng đạn này nó có thể sẽ cần một cái nhịp rũ. Một cái nhịp rũ. Tại vì nó giữ giá thấp quá lâu, nó cho nhà đầu tư cá nhân mua quá nhiều quanh đây á. Đặc biệt là đạn trước có một số cổ phiếu nó tăng gọi là tăng phi mã, tăng rất là mạnh á, thì nhà đầu tư họ không mua được những con đó, thì họ lại có xu hướng họ mua những con chưa tăng và họ kỳ vọng rằng nó sẽ tăng theo. Nhưng mình thấy là gần như là xuyên suốt cái đợt hồi rồi bất động sản nó vẫn không tăng được luôn. Thì những cái con mở dưới thế này á, thì nó sẽ có rủi ro xuất hiện một cái nhịp rũ nha. Nên dạng này mọi người sẽ không có mua gì đoạn này cả. Và có muốn mua á, thì nên chờ sau khi nó rũ đã. DG tương tự này, dạng này sẽ rất dễ xuất hiện một cái đợt rũ nha. CO luôn. Đa phần dòng bất động sản luôn. Còn những cái con kênh trên thì mình vẫn follow được. Những con này thì sức mạnh giá nó tốt hơn. Nhưng Nam Long nó đang ở hỗ trợ biên dưới quanh 40-41 này, thì kỳ vọng nó sẽ test lại biên trên quanh 40-45. Nó dao động trong cái vùng đi ngang này. Hoặc là KDH thì nó vẫn giữ cái vùng biên đi ngang ở tầm giá là quanh 35x-38x. Sau khi cái nhịp break thất bại ngày 13 tháng 6 á, thì form của nó vẫn là cái form đi ngang thôi. NTL thì con này thì trend, nó có trend tăng. Cái xu hướng nó rất vững nha. Mọi người nhìn nè, cái trend tăng của nó qua rất là nhiều đợt thị trường sập nó không mất nha. Kể cả cái đợt 14 tháng 5 vừa rồi nó cũng không gãy luôn. Thì nó đang có cái trend rất là vững. Thì dạng này mình vẫn cứ nắm hàng và nâng chặn lãi lên thôi. Khi mà cổ phiếu cái trend tăng nó đang vững thì mình cũng chẳng có lý do gì để mình bán ra cả. Cứ nâng chặn lãi lên để mình nắm giữ ha. Tránh cái việc là đi đảo một con cổ phiếu mình thấy nó tăng tốt quá rồi, mình chốt rồi mình kỳ vọng sang những con chưa tăng á. Rất là rủi ro ở đoạn này nha. Tại vì đoạn này rõ ràng những con tăng, những con trend tốt nó vẫn hút được tiền. Còn những con ở dưới nó vẫn cứ yếu, nó vẫn cứ không hút được tiền. Nhóm cổ phiếu thủy sản hôm nay cũng là một cái nhóm đáng chú ý. Con VHC hôm qua vừa nói sáng nay kéo không cho mua, sau đó bị chốt ngược. Thì đối với dạng như VHC, đây là cái cây nến thứ hai bị chốt quanh mức giá 80. Đây. Thì cho thấy là cái lượng cung ở của con VHC quanh 80 rất là mạnh. Thực ra mọi người hỏi em là cây hôm nay của VHC xấu hay không? Tất nhiên một cây nến như thế này là xấu rồi. Kéo sau đó bị chốt ngược với volume lớn. Cây nến hôm nay là một cây nến xấu nha. Nhưng mà hỏi là xu hướng của con VHC xấu hay chưa thì nó chưa xấu về xu hướng. Thì bản chất nó vẫn giữ được trên đường xu hướng ngắn hạn nè. Nó vẫn có nền. Có cái cây ngày hôm nay thì nó cho mình biết là đạn này, con VHC nó chưa break được. Nó chưa vượt được.
nó sẽ tiếp tục sideways, chứ không phải là nói rằng con VHC nó gớm, nó downtrend rồi, thì chưa có gì để nói là VHC hôm nay downtrend cả. Vì hôm nay dòng tiền lúc tăng nó vào vẫn rất là tốt. Với cái dòng tiền vào của cổ phiếu rất là tốt. Có điều trong ngắn hạn thì mọi người phải chấp nhận là sau cả ngày hôm nay VHC phải tích lũy lại, chứ không thể nào mà tăng ngay lại được, tại vì cái lực chốt ở trên nó quá nhiều. ANV thì em vẫn kỳ vọng nó sẽ còn một nhịp test về lại quanh 36 nha. Hôm nay tăng theo VHC sau đó bị chốt ngược theo VHC thôi. Volume thấp không có vấn đề gì. Kể cả như là con IDE thì nó vẫn nằm trong cái biên sideway của nó là quanh tầm 12 đến tầm 13.5 nè. ASM thì hôm nay nó có cái nỗ lực bật lại. Nó có cái nỗ lực bật lại về lại quanh tầm giá 12 nhưng sau đó bị chốt ngược. Mà nói chung hôm nay trừ con VHC ra thì em thấy dòng thủy sản không xấu nha. Tại vì volume nó thấp. Volume nó khá là thấp, chủ yếu là nó bị hưng phấn theo con VHC, sau đó VHC bị chốt ngược, nó bị chốt ngược theo thôi. Chứ còn cái xu hướng thì nó không có xấu. Kể cả con VHC luôn, VHC thì form nó là cái form tích lũy lại thôi. Dòng dẹp may thì TCM tiếp tục tăng. Hôm nay TCM tiếp tục tăng thì đối với TCM trước đó mình mua ở vùng giá tầm mà em nhớ tầm 53.x trước chia, tức là khoảng giá 48 sau chia. Thì anh chị nào mua theo khuyến nghị thì chú ý cho em, cái vùng chốt đầu tiên của con này là quanh mức giá tầm 54x nha. Tầm 13-14% gì đó, chốt bắt đầu chốt 1/2. Con TNG thì form nó là form đi ngang thôi, chưa gì mới cả. Thì dạng mà tăng đi ngang thế này thì nó sẽ hơi khó mua nha. Có hàng nâng cho em cái cốt lót lên mức giá 24.5. Hôm qua thì có nói mọi người con STK, thì hôm nay STK vẫn tăng nha. Con này thì con em có nói luôn là cái thanh khoản nó rất là thấp, nên chỉ đánh ở vốn nhỏ kiếm cà phê thôi, chứ không thể nào mà đánh vốn lớn được. Nên nó sẽ, trước khi mua cổ phiếu này em cũng sẽ đề cập những cái rủi ro của nó. Ví dụ con này thì thanh khoản nó mỏng nên nó mọi người đi vốn thấp thôi. Kỳ vọng con này vẫn quanh 35 nha. Rồi một cổ phiếu liên quan đến xuất nhập khẩu là con DHC. DHC thì trước đó mình mua ở quanh tầm giá 39. Thì hiện tại nó sẽ nỗ lực nó quay về, nó test cái đỉnh của nó. Thì mọi người có thể chốt cho em 1/2 ra được. Đây, cái nỗ lực test đỉnh quanh 43-44 thì mọi người có thể chốt cho em 1/2 ra ha. Còn lại thì mình nâng cái cost loss lên mức giá là 41. Được đâu đó là khoảng tầm 10% á. Còn nhóm đạm á, nhóm đạm thì phiên ngày hôm nay là một phiên bị chốt ngược. Thì đạm Cà Mau nè, xin lỗi, đạm Phú Mỹ này, hôm qua vừa phân tích luôn. Đạm Phú Mỹ trước khi nó gãy nó muốn xây một cái nền, nên cái nền giá này nó sẽ là kháng cự rất là lớn, nó sẽ không thể nào vượt ngay được. Nên hôm nay chạm là nó bị chốt ngược luôn. Nhưng mà hỏi là xấu hay chưa thì chưa có gì xấu cả. Về xu hướng thì hôm nay nó không xấu đâu. Có điều là nó chạm cái biên trên nó bị chốt ngược thôi. Thì như hôm qua em vẽ đó, nó sẽ cần có thể là test đáy cân bằng. Dạng này thì mọi người cho em cái chặn lãi thôi. Mọi người cho em cái chặn lãi của cổ phiếu là quanh mức giá 37 và quanh 3x, 39x là vùng chốt bớt. Vì cái nền giá này trước khi nó gãy, nó xây nền đó, thì sẽ có một cái cơ số nhà đầu tư họ mua quanh đó. Đạm Cà Mau thì cái biên của nó quanh đây, biên nó quanh tầm giá 37 tầm 40. Thì hôm nay tiếp tục bị chốt ngược quanh 40 đó, thì nhiều khả năng nó sẽ rủ lại nha. Nó sẽ rủ lại quanh tầm 36-37 đó. Còn nếu mà tích cực á, thì sau phiên ngày hôm nay, con đạm Cà Mau nó phải giữ được giá trên 39 năm. Nó phải neo được giá quanh đây thì nó sẽ tích lũy và nó tăng tiếp. Còn sau phiên ngày hôm nay mình thấy là đạm Cà Mau nó đỏ thì nó sẽ cần quay về dưới. Thì con DGC hôm qua em có nói rồi, cây ngày hôm qua không phải là cây mua. Mọi người có thể mua giá thấp ok, nhưng mà sau khi nó tăng trần rồi và tăng trần với một cái volume rất là lớn, mọi người hạn chế đuổi nha. Vì cái dạng mà ngay đỉnh mà nổ volume lớn á, thì thường nó sẽ khó vượt ngay lắm. Một là tích lũy, một là tích lũy lại quanh 130-131. Còn nếu như mà nó quay ngược về lại dưới 126 á nha, trong trường hợp con DGC mà nó quay ngược về lại dưới 126 á, thì nó sẽ phải tích lũy ở cái biên độ lớn hơn, là quanh tầm 120-130 luôn. Nên chờ ngày mai, nếu mà mất 126 thì mình biết luôn là nó sẽ cần sideways trong cái biên độ này, cái thời gian nó lâu hơn. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì đoạn này nó sẽ chững lại thôi. Form nó là một cái form bắt đầu đi ngang lại thôi. Nhóm này thì view em là view nắm giữ, view gom hàng nắm giữ, chứ còn ngắn thì nó sẽ không có điểm lướt nha anh chị. Ưu tiên dòng BV như là BVS nè, BVC nè. Có con BVD thì em thấy là khả năng nó sẽ có nhịp chỉnh ấy. BVD cái form này thì nó sẽ hơi dễ chỉnh về lại quanh tầm giá quanh 30, nhưng chú ý cho em nha. Hôm nay có con OI tăng. Hôm nay có OI tăng thì nói chung OI y chang con BSR thôi. Sau một giai đoạn tích lũy dài nổ lên một nhịp giữ giá thì nó tăng tiếp, nó giống con BSR cây này thôi. Đây, hai con này thì nó đang đi đồng pha với nhau, có hàng thì giữ được nha. Ví dụ đối với BSR thì trong ngắn hạn mình sẽ có cái ngưỡng chặn là quanh mức giá tầm 23.5.
Đối với con cổ phiếu BSR mình sẽ có mức chặn là 23.5. Thì nếu như mức 23.5 thì nó sẽ quay về biên dưới quanh 22. Tương tự như con OI hôm nay nổ lên thì mình sẽ có cái mức chặn là quanh tầm 11.6. Nếu như mức 11.6 thì sẽ quay về lại mức giá tầm 10.7, 10.8 á. Rồi nhóm cổ phiếu cạn biển thì có chú ý con VSC này được nha. VSC này kỳ vọng nó sẽ test về lại cái đỉnh trước quanh 24 một nhịp. Đây con này thì mọi người có thể chú ý được, nó đánh ngắn thôi. Dòng chăn nuôi thì có con Dabaco. Dabaco thì nhịp này nó là cái form khỏe nha. Đạn vừa rồi chỉnh nó vẫn giữ nền, đó là form khỏe rồi. Anh chị để cho em con nào mà đạn vừa rồi thị trường chỉnh mà nó không bị gãy á, nó giữ nền á, là một cái dạng khỏe và nó sẽ dễ bật tăng ở giai đoạn phía sau. Thì đối với con Dabaco á thì nhịp này nhiều khả năng nó sẽ về được tầm giá quanh 39-40. Khả năng sẽ về được quanh đó. Nên nếu như mọi người thích lướt thì có thể lướt với cái stop loss của cổ phiếu là 34 được. Nãy dòng điện thu hút được tiền nè, BC1 thì mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ về được tầm 31 nha. BC1 thì mọi người chú ý cho em cái stop loss của nó là quanh 27.5 thôi, không mất ngưỡng này thì vẫn rất là ổn. Rồi, đó là một số chia sẻ của em về thị trường cũng như là một số nhóm ngành cổ phiếu quan trọng. Mọi người nếu như có câu hỏi nào khác về cổ phiếu á, thì cứ comment bên dưới nha. Như em nói là thời lượng video có hạn, không thể nào mà đề cập được hết tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Rồi, mọi người thấy video hữu ích thì tặng cho em một like và nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.